khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy mà nó khó khăn ở trong cuộc sống thì cái cách mà Hen đối xử với bản thân như thế nào? Hen là một người yêu công việc và Hen luôn trong cái tình thế là có khó khăn tới là mình sẽ dùng cái từ là tháo gỡ từng khó khăn một. Hen thì là một cái người mà rất là nóng hổi á. Có việc gì là Hen muốn tháo gỡ nó một cách nhanh chóng và giải quyết nó xong xuôi và êm xuôi một cách nhanh nhất. Hen không để cái chuyện đó nó xảy ra hay là nó dai dẳng trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ như là Hen bệnh chẳng hạn, nếu mà Hen có bị cảm thì Hen sẽ nghĩ rằng là do mình uống nước không đủ này, vitamin mình cung cấp nó không có đủ này, nghỉ ngơi không đủ này, thì qua ngày hôm sau của mình là mình phải ăn nhiều hơn, cung cấp dinh dưỡng nhiều hơn, rồi ngủ nghỉ nhiều hơn. Tức là Hen luôn trong một cái tâm thế có cái gì đó xảy ra với mình trong cái thời điểm đó, đầu tiên đó mình phải nhìn lại, xong mình tháo gỡ từng cái nút một để mình tìm ra một cái hướng giải pháp và giải quyết được cái vấn đề đó.